Anh à. Sao chú? Em có con BMW. BMW. Nội thất thì con ghẹ nó chê là xín màu, bạc màu, quê. Mà lại đôi khi bạc màu, quê. Ngửi thấy mùi khó chịu. À. Anh có cách nào xử lý cho em nhìn nó sang, xịn mịn? Đèn thì nong không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng là phải rẻ. Hả? Không thành vấn đề lại còn rẻ. Thằng này hơi khó nhỉ. Nhưng tôi không sao, chú anh giải quyết được hết. Đấy, có vấn đề là bọn anh, chú tìm đến bọn anh là chuẩn bài đấy em ạ. Nội thất, ví dụ đây là một chiếc B bọn anh đang làm. Nội thất nó cũng bị xỉn màu, mùi hôi, xuống cấp, mất thẩm mỹ em ạ. Vừa ảnh hưởng sức khỏe lại còn quá mất thẩm mỹ, cho nên là em nên bọc lại ra toàn bộ nội thất xe. Bên anh hay dùng da xịn, da Napa cao cấp đấy, bảo hành đến 5 năm. Như em nhìn đã thấy sang chưa? Sang trọng quá anh nhỉ. Đã sang lại còn xịn đúng không? Đúng rồi anh. Không những sang xịn mịn mà nó còn phải bền em ạ. Mình làm mình mất công làm một lần thôi, mình đi lâu dài đấy. Nó giống như người yêu của em, cái da Napa này nó đã sang xịn mịn, da nó chuẩn đấy. Nó giống như da con bò tơ đấy, cái 18 đấy em ạ. Sờ nó êm, nó mát, khoáng khí, sướng anh ạ. Thế cho nên về sau người yêu ngồi với sờ nó chỉ có phê thôi em nhá. Thế hết nhiều đạn không anh? Đạn à? Vâng. Đã sang xịn mịn rồi thì con này nó chỉ khoảng trên dưới 30 đạn rồi. Cực kỳ hợp lý đấy. Còn bình thường là nó phải tầm 40 đạn đấy em ạ. Chốt nhá. Hạ hạ tí cho em đi. Lạnh vẫn hạ. Thế thì em có làm thêm cái gì nữa không? Đây, cái như con này này. Đây, màu này đẹp đấy anh ạ. Đây là đề can xi măng, đề can Mỹ đấy em ạ. Người yêu em là phải dùng những cái hàng của Mỹ này nó mới siêu bóng. Thế loại bóng sơn, bóng bình thường thì là nó không xứng tầm đẳng cấp. Thế cái loại Mỹ này là hết nhiều không anh? Mỹ này ạ. Cái này thì chỉ gần 20 đạn thôi. 20 đạn. Ừ. Chốt nhá. Giảm cho em một tí đi. Có cái loại nào mà 2-3 củ không? Lại 2-3 đạn này. 2-3 đạn thì anh nói thật là anh lại em không làm. Chết rồi. Đang từ 20 đạn bảo 2-3 đạn thì bố ông nào làm được đúng không các bác? Giờ chú muốn tiếc tiền. Chú sợ tiếc tiền hay chú sợ mất người yêu? Làm cái này em đi 4-5 năm nó bền nó đẹp. Còn mình làm mấy cái kia đi một đôi năm thôi, nhưng mà cứ dán đi dán lại mất thời gian, tính ra kéo khi lại hơn cái thằng mình làm chuẩn từ đầu em ạ. Ê, chốt nhá. Ồ thôi được rồi, vì okay chưa? Người yêu thôi anh ạ. Đấy thôi rồi, ok.